Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Tin học thực hành của tôi. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo checklist uh, gồm có hai form kiểu như thế này. Đây là cái form uh, kế hoạch tổ chức tiệc tân niên và một cái checklist uh, về khảo sát. Trước hết tôi hướng dẫn qua về cái uh, tạo checklist cái form khảo sát như thế này. Chúng ta cần có cái ô để uh, người trả lời có thể tích chọn vào đây. Và khi tích chọn thì những cái này sẽ được đổi màu này ừ, Trước hết các bạn đưa con trỏ chuột vào vị trí thanh uh, uh, công cụ ở phía trên này Và các bạn nháy chuột phải Các bạn chọn Custom Ribbon này Sau đó các bạn uh, chọn cái cột Các bạn tích chọn Develop này Nếu các bạn nào đã tích rồi thì thôi này Của tôi chưa tích thì các bạn tích chọn Develop để khi, sau khi các bạn tích chọn Develop ở đây thì, thì cái này là sẽ xuất hiện ở bên cạnh View nghĩa là ở chỗ này. Các bạn tích chọn xong các bạn bấm OK như vậy Develop của chúng ta đã xuất hiện này. Các bạn tích chọn vào Develop và các bạn uh, chọn Insert và các bạn uh, chọn dấu kiểm. Các bạn các bạn chọn checkbox này. Sau đó các bạn uh, giữ chuột và các bạn vẽ Vẽ một cái ô vuông như này Để chúng ta có thể chọn Cái vị trí ô vuông này nó chưa được uh, nằm giữa, căn giữa cái hàng này Thì các bạn có thể phóng to lên để các bạn điều chỉnh cho dễ này Để di chuyển thì nếu như các bạn không giữ phím Ctrl ấy, thì các bạn bấm tích chuột ở đây thì mặc nhiên là nó sẽ tích luôn. Thế để di chuyển cái ô này các các bạn phải giữ phím Ctrl ở trên bàn phím. Sau đó các bạn mới tích chuột vào và các bạn có thể di chuyển. Đấy, giả sử tôi căn giữa như này. Và các bạn cũng xóa bỏ cái chữ này đi Các bạn giữ phím Cancel và các bạn tích chuột vào Các bạn xóa bỏ cái chữ trách này Hoặc các bạn muốn gõ chữ khác thì tùy các bạn Đó Bây giờ các bạn đưa Đưa con sỏ chuột vào cái ô này Và các bạn kéo xuống để Copy các cái ô còn lại này Như vậy chúng ta đã tạo xong một cái danh sách để Các bạn có thể bấm checklist vào đây. Tiếp theo, những cái checklist này khi ta bấm vào thì nó chưa được liên kết với các cái dữ liệu ở đây. Thì chúng ta cần tạo cái liên kết dữ liệu thì các bạn nháy chuột phải vào cái ô này. Ô checklist đấy. Sau đó các bạn chọn format này. Và ở cái ô control này các bạn cái ô cell link này các bạn chọn một ô trống bất kỳ, ví dụ tôi chọn ở đây. Các bạn bấm ok này. Tất cả các cái ô này cũng làm tương tự này. Ô này các bạn chọn đây. Tiếp nháy chuột phải vào đây. Chọn format này. Và ô này các bạn chọn vào đây. Sau đó cái ô này các bạn cũng chọn này. Chọn đây tương tự như vậy chúng ta vừa tạo xong bây giờ các bạn tích chuột thì cái ô này nó sẽ hiển thị này true này nếu như ta bỏ tích thì nó sẽ hiển thị phô này đấy tương tự này true phô này đấy true này phô này đấy và bây giờ chúng ta muốn là khi tích vào cái hàng này thì cái hàng này sẽ đổi màu thì các bạn chọn tất cả các cái hàng này và đồng thời cái đồng thời cái cột bên này và các bạn vào cái thẻ home này các bạn vào cái phần condition formatting này và các bạn tạo new ruler này các bạn chọn cái phía dưới cùng này user formula này và cái ở đây chúng ta chọn Uh, chọn cái bảng đối chiếu ví dụ các bạn chọn ở, ở cái ô này và lần lượt kéo xuống dưới thì các bạn phải bỏ cái dấu đô la này đi sau đó các bạn chọn uh, định dạng format này các bạn chọn uh, fill đổ màu đổ màu cho cái, cái hàng này hoặc là các bạn cũng có thể chọn phông chọn phông đi nếu như khi được tích thì chúng ta sẽ chọn là phông chữ có đậm lên này và đồng thời màu ô chúng ta cũng sẽ chọn đổ màu là màu vàng này đi. Các bạn ok này. Các bạn bấm ok tiếp theo này. Đấy. Như vậy bây giờ khi chúng ta tích chọn ấy thì những cái hàng nào được chọn sẽ được bôi đậm, chữ được bôi đậm và đồng thời cái màu nền này sẽ được đổ màu vàng. Giả sử tiếp tục chúng ta tích chọn vào đây tích chọn này, tích chọn này. Đấy. Tích chọn, tích chọn. Và chúng ta muốn ẩn bỏ dòng này thì các bạn chỉ việc là cho màu trắng hoặc các bạn ẩn đi. Thứ nhất là cho màu trắng này để các bạn cũng có thể ẩn được này. Hoặc các bạn chọn ẩn hẳn cả cột này luôn cũng được. Đấy, như vậy không ảnh hưởng đến cái bản khảo sát này của các bạn. Đấy, các bạn tích này. Đấy. Đấy. Và bây giờ một form tôi hướng dẫn tiếp theo cũng hướng dẫn tạo checklist nhưng mà cái form này chúng ta có một số bước cần thay đổi một chút. Về cơ bản đây là một cái form xây dựng kế hoạch tổ chức tiệc tất niên thì gồm có 7 cái bước mà người xây dựng phải hoàn thành. Hoàn thành cái bước đầu tiên đó chính là người xây dựng tổ chức tiệc tất niên phải xác định được cái mục đích tổ chức này, thứ hai là lên được danh sách khách mời. Thứ ba là xác định cách thức tổ chức, lựa chọn, xây dựng. Đấy, có 7 cái công việc cần hoàn thành. Thì chúng ta cũng tạo cái checklist tương tự như cái form bên này chúng tôi vừa hướng dẫn. Thì cái form bên này các bạn cũng vào cái thẻ Develop và các bạn chọn Insert và chọn cái uh, checkbox như này. Và các bạn uh, giữ chuột các bạn tô vẽ. Các bạn nháy đúp vào đây để xóa bỏ cái chữ check này. đấy các bạn cũng đưa con sỏ sang cái ô này chọn cái ô này để các bạn kéo xuống này để chọn này như vậy các bạn đã tạo xong này bây giờ các bạn liên kết cái ô check này này với các cái hàng bên này các ký tự, dữ liệu bên này thì các bạn cũng làm tương tự các bạn nháy chuột phải vào ô này và các bạn chọn format như cái nãy tôi vừa hướng dẫn cái ô sau nên các bạn chọn cái ô bên cạnh luôn ok cái này cũng tương tự đấy tôi làm nhanh nhé các bạn chuột phải thôi chuột phải tiếp à OK. Như vậy bây giờ khi chúng ta tích chọn vào, á, khi chúng khi chúng ta tích chọn vào thì cái ô bên này sẽ hiển thị true phone tích hay không tích này. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc liên kết với các cái, cái dữ liệu bên này thôi. Các bạn chọn uh, chọn chọn toàn bộ cái này và các bạn chọn định dạng này và thẻ hôm các bạn chọn định dạng các bạn chọn new ruler này các bạn cũng chọn sử dụng cái kiểu user formuler này và các bạn ở cái thông tin chỗ này các bạn nhập vào cái chỗ cột này và các bạn xóa dấu đô la đi như vậy chúng ta định dạng nếu như mà kết quả tích chọn ở đây trả về thì các bạn định dạng là uh, kiểu chữ đậm kiểu chữ đậm này và đổ màu uh, viền đổ màu nền này ok ok đấy, bây giờ các bạn tích chọn thử xem là nó sẽ được bôi đậm này đấy. và đổ màu này đấy rồi tiếp theo phía dưới này chúng ta có một số các cái hàm để tính toán để chúng ta nhìn ở đây chúng ta có thể biết trước các cái công việc cần làm là có tổng bao nhiêu cái hạng mục chúng ta phải hoàn thành này và công việc nào chúng ta số lượng công việc nào đã hoàn thành này và còn bao nhiêu công việc chưa hoàn thành này và tổng kết đánh giá cuối cùng ở đây là chúng ta đã hoàn thành toàn bộ cái bản kế hoạch này chưa hay chưa hoàn thành hoàn thành hay chưa hoàn thành thì chúng ta kết luận ở đây thì cái tổng công việc cần làm ở đây thì các bạn sử dụng cái hàm cao cao ta này Đấy, các bạn bấm tab này và các bạn chọn toàn bộ cái trường dữ liệu ở đây các bạn enter này như vậy ở đây cho chúng ta biết là có tổng 7 công việc cần làm thì cái hàm này ấy, nó rất là hay nếu như mà cái dữ liệu ở đây mà chúng ta xóa đi thì cái hàm này nó sẽ không tính cái ô sống không có dữ liệu. Ví dụ chúng ta xóa cái ô này thì công việc ở đây chỉ còn 6 này. Đấy các bạn thấy chúng ta xóa tiếp ở đây thì công việc chỉ còn 5 mặc dù chúng ta đã tích cả ở đây. Nhưng mà cái ô hai ô này sống thì cái tổng công việc này nó vẫn chỉ tính 5 thôi. Chúng ta tính là công việc thực tế, hạng mục thực tế còn những cái hạng mục trống không có ở đây thì sẽ không được tính. Đấy. Mục đích để sử dụng cái hàm cao tha này là như vậy. Và chúng ta bấm. Uh, Ctrl Z để quay trở lại. Wow. Uhm. Lên danh sách. Cái chỗ này. Của tôi vừa nãy. Thôi rồi. Tôi copy lại cái um, này. Ví dụ vậy. Và tiếp theo cái công việc đã hoàn thành thì đương nhiên là nếu như chúng ta tích vào ô này thì nghĩa là đã hoàn thành thì đương nhiên cái ô này nó phải đếm cho chúng ta biết là một này và ô này phải đếm là hai Thế thì ở cái chỗ này chúng ta sử dụng một cái hàm như sau là các bạn sử dụng cái hàm bằng này các bạn sử dụng cái hàm cao ít này cao ít s đây nó là cái hàm này và các bạn uh, chọn này các bạn chọn nếu như mà công việc đã hoàn thành thì các bạn phải chọn là tru các bạn gõ True vào đây sau đó các bạn đóng này các bạn enter này như vậy các bạn thấy là ở đây cái hàm uh, cao ít cho chúng ta biết là đếm ở đây là có mấy cái đúng đúng có nghĩa là đã hoàn thành True ở đây chúng ta tích là hai như vậy Công việc đã hoàn thành là hai Chúng ta tích thêm này thì là ba này. Tích thêm là 4 này. Tích thêm là 5 này. Và công việc chưa hoàn thành thì ngược lại với công việc đã hoàn thành. Các bạn cũng uh, sử dụng cái công thức cao ips khi nãy. Bằng Cao ips này. Đấy. Các bạn bấm này. Các bạn cũng chọn toàn bộ icon này. Và các bạn gõ phone ở đây fail và các bạn enter này như vậy là hai này đấy các bạn thấy không các bạn bỏ tích chọn ở đây thì cái công việc chưa hoàn thành sẽ là 3 B hai cái này cộng lại thì sẽ là bằng 7 này thế cái, cái ô tổng kết này nghĩa là nếu như các bạn tích đủ hết các công việc thì ô này sẽ trả về kết quả cho các bạn là đã hoàn thành còn nếu như mà chưa hoàn thành thì ở chỗ này nó sẽ ghi là chưa hoàn thành thì các bạn ở cái ô này, chỗ này các bạn sử dụng cái hàm if này bằng này if này, các bạn sử dụng if này nếu như cái uh, ô công việc đã hoàn thành này mà bằng với cái tổng số công việc này thì sẽ trả về cho các bạn là đã hoàn thành ngược lại nếu như mà nó không bằng thì chúng ta ghi là chưa hoàn thành Đấy, công thức này, If này, hai cái ô này bằng nhau và nếu như mà kết quả trả về đúng thì đã hoàn thành ngược lại chưa hoàn thành các bạn enter như vậy ở đây cái hai cái ô này cái tổng số công việc và công việc đã hoàn thành là chưa bằng nhau nên cái tổng kết này là các cái công việc của chúng ta chưa hoàn thành và bây giờ nếu như chúng ta tích đủ 7 thì ở cái ô này sẽ trả về là công việc đã hoàn thành này các bạn xem này như vậy đã hoàn thành các bạn thấy chưa đấy chưa hoàn thành tích và đã hoàn thành tích đủ đã hoàn thành. Vừa rồi là cái video tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo checklist vào cụ thể các cái công việc như xây dựng kế hoạch hay là xây dựng cái bản khảo sát. Thì hy vọng qua các cái hướng dẫn này các bạn sẽ áp dụng vào công việc phù hợp của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh youtube tin học thường hành để đón xem các video tiếp theo của tôi. Và các bạn thấy hay thì chia sẻ cho các bạn bè và tất cả mọi người để cùng được học hỏi thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.